Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cùng các ông bà Cao Thị Huyền Trân, Nguyễn Mạnh Toàn và Thượng tọa Thích Huệ Vinh của Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Hòa Hà Sơn cũng có buổi tiếp xúc cử tri phường Khuê Mỹ. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Khuê Mỹ phấn khởi trước kết quả đạt được của thành phố, đồng thời tin tưởng với sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế thành phố sẽ tiếp tục có sự khởi sắc, phát triển mạnh mẽ trong thời gian đến, đồng thời tham gia phát biểu nhiều ý kiến về những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, cũng như phản ánh kiến nghị một số nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế xã hội của nhân dân trên địa bàn phường, như cần lắp đèn tín hiệu giao thông tại khu dân cư Nam Việt Á, mở rộng đường Kiệt 45, đường K20 và thảm nhựa các tuyến đường xung quanh khu vực chợ Khuê Mỹ, đề nghị xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư, đền bù xử lý dứt điểm cho các hộ gia đình có nhà bị ảnh hưởng dự án cấp thoát nước trên địa bàn, mở thêm lối xuống biển cho người dân trong khu vực và tình trạng thả trâu bò ngoài đường ảnh hưởng đến trật tự giao thông. Tiếp xúc cử tri Hội đồng Nhân dân thành phố thì riêng tôi đề xuất là về làm con đường thảm nhựa của Kiệt 45 và mở rộng. Trong lúc cái cua của bệnh viện nữa thì đề nghị làm thẳng một tai nạn giao thông. Hiện nay cống là bể rất là nhiều cho nên đề nghị thành phố cũng là cố gắng là làm cho nhân dân ấy đường đi và cái đường đó là không vào được, xe phòng cháy chữa cháy không vào được.